Những dòng sông nguy hiểm gấp 100 lần sông Amazon. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Top 10 Huyền Bí. Các bạn thân mến, nếu như bạn đã biết tới những con sông như là Amazon hay sông Nin nổi tiếng với những hung thần chết chóc, thì hôm nay không kém phần long trọng là những dòng sông mà Top 10 Huyền Bí sắp mang tới cho bạn. Từ con sông sôi sùng sục cả trăm độ C, tới con sông có hàng tá thủy quái dữ tợn, kinh khủng khiếp hoảng hốt, và con sông tưởng là niềm kiêu hãnh của Trung Quốc, hóa ra lại là thảm họa. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi khám phá 9 dòng sông nguy hiểm nhất thế giới qua video của Top 10 Huyền Bí ngày hôm nay nhé! Con sông sâu nhất thế giới. Sông Congo là con sông sâu nhất thế giới, được đặt theo tên nước Cộng hòa Congo ở Trung Phi. Điểm sâu nhất xấp xỉ 220 mét, nhỉnh hơn 20 mét so với con sông xếp thứ hai là Trường Giang ở Trung Quốc. Với chiều dài 4.690 km, sông Congo dài thứ 9 trên thế giới và thứ 2 ở châu Phi sau sông Nin. Lưu lượng nước là 41.800 mét khối, chỉ sau sông Amazon. Con sông này còn được biết đến với một hẻm núi dài 120 km, được mệnh danh là cánh cửa địa ngục. Những khúc gành treo leo khó đoán khiến cả những tay trèo lão luyện nhất cũng khó lòng mà di chuyển được. Điểm nguy hiểm nhất của nó chính là thủy quái ghê gớm ở dưới nước, khủng khiếp đến nỗi mà những con piranha ăn thịt được xếp bên cạnh cũng chỉ như những con cá bảy màu mà thôi. Không ai khác gọi tên cá hổ Goliath là kẻ săn mồi hung tợn, nguy hiểm bậc nhất châu Phi, dài nhất, to nhất cũng phải 2m và nặng 70kg. Chúng có bộ nhá gồm 32 chiếc răng, cười cái là thấy mùa thu tỏa nắng liền, dài 2,5cm, sắc nhọn như dao găm, có tính sát thương không kém gì hàm cá mập và chẳng ngán gì cá sấu. Với tốc độ ra đòn nhanh nhẹn lên tới 48km/h, nó dễ dàng né khỏi những cú táp tử thần từ cá sấu, rồi quay lại phản công, cắn thật sâu rồi giật đứt từng mảng thịt lớn của đối thủ. Chúng thậm chí còn có thể xé xác cả con cá trê nặng gần 30kg thành hai mảnh chỉ sau một cú đớp. Nhiều khi nó còn vồ người luôn ấy chứ. Câu được cá hổ Congo được cho là một chứng chỉ đỏ của các siêu cần thủ trên thế giới. Cách bắt chúng hiệu quả nhất là câu. Cơ mà việc bắt một con cá hổ Goliath khá khó khăn và chuyển động của nó mạnh đến mức cần câu thông thường không thể chịu được sức căng. Cách mà những siêu cần thủ sử dụng đó là dùng lưỡi câu thật chắc móc vào miệng của cá và kéo chúng lên bờ. Tuy vậy, không phải cần thủ nào cũng có thể thành công đâu nha. Dễ quá lại nhanh chán. Nếu bạn đi châu Phi, nhất là ở Congo, mà thấy có nửa xác cá trôi trên sông với vết đứt nham nhở, thì chính xác đó là do cá hổ Goliath tấn công. Nó đớp đứt đôi con mồi và để lại một nửa cho loài khác thưởng thức. Có tâm ghê ấy chứ. Đến đoạn này bạn tưởng ngồi trên thuyền mà ngon ăn á. Cẩn thận không lại được hà mã nhảy lên hỏi thăm nếu bạn xâm phạm lãnh thổ của nó đấy. Ục ịch là thế mà nó lướt đi dưới nước mượt như san siêu vậy. Bạn nhìn cách nó đuổi sát nút thuyền cao tốc là biết rất ra gì và này nọ rồi đấy. Một con hà mã trưởng thành có thể chạy với tốc độ lên tới 48km/h. Và chúng dành 16 tiếng dưới nước mỗi ngày thì không biết bơi có nhanh hơn Michael Phelps không đấy. Thôi thì cứ chuẩn bị tâm lý trước, vì một năm nó tiễn khoảng 500 đến 3.000 người dân châu Phi về với đất mẹ cơ. Ngoài ra, Ruki, một nhánh sông của Congo, gần đây được mệnh danh là dòng sông đen nhất thế giới, lật đổ vị trí sông Rio Negro ở Amazon. Nước đen đến mức khi bạn thò tay xuống nước, đến Tết Congo cũng chưa thấy tay mình đâu. Cuối cùng là truyền thuyết về quái thú khổng lồ xứ Congo, Mokele Mbembe, là hậu duệ khủng long cổ dài đang ẩn náu dưới lòng sông. Karl Hagenbeck, một thợ săn thủy quái nổi tiếng người Đức, cũng tuyên bố bản thân từng có cơ hội trông thấy quái vật ở sông này. Bấy nhiêu đó đủ khiến nhiều người khiếp vía khi nghe tới sông Congo. Cũng là thủy quái, mà thủy quái tiếp theo còn ăn thịt người kinh khủng quá. Thủy quái ăn thịt người trên sông Kali. Chuyện cá ăn thịt người xưng bá trên sông Kali nghe thì rất khó tin nhưng lại hoàn toàn thuyết phục các bạn ạ. Sông Kali nằm tại biên giới Ấn Độ và Nepal. Từ năm 1998 tới năm 2007 đã xuất hiện rất nhiều tin đồn về một quái vật sông bí hiểm. Theo những người dân địa phương, con thủy quái này vô cùng phàm ăn và sẵn sàng tấn công những người tắm sông,
gây ra hàng loạt vụ mất tích bí ẩn. Vụ tấn công đầu tiên xảy ra vào năm 1998. Din Bahada, 17 tuổi, đang bơi trên sông thì bất ngờ bị kéo xuống dưới nước ngay trước mặt bạn gái và một số người khác. Thi thể của cậu mãi mãi không được tìm thấy. Các cuộc tấn công tương tự không chỉ dừng lại ở đó. 3 tháng sau, một cậu bé khác cũng bị kéo xuống nước và biến mất ngay trước sự chứng kiến bàng hoàng của người cha. Người cha này mô tả với các nhà chức trách địa phương rằng thủ phạm trông giống như một con lợn rất dài. Năm 2007, một thanh niên Nepal 18 tuổi lại bị lôi xuống nước và không bao giờ trở lại. Tai nghe không bằng mắt thấy, nhà sinh học Jeremy Wade, nổi tiếng trong series truyền hình River's Monster, quái vật ở những dòng sông, đã quyết định tới đây giăng lưới để vạch mặt kẻ tấn công người tắm sông. Ông đã bắt được một con cá da trơn khổng lồ có trọng lượng 73 kg, dài khoảng 183 cm, và đó là cá chê gulch. Cá chê gulch Ấn Độ là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất và hung dữ nhất thế giới. Loài cá này chuyên sống ở khu vực sông mà người ta thường vứt những giàn hỏa thiêu sau những nghi lễ hỏa táng người chết. Khi ngửi thấy mùi con mồi đâu đây, nó sẽ bất ngờ nổi lên mặt nước, tóm lấy con mồi và kéo xuống đáy sông. Nó sẽ dùng răng giữ chặt và nhất định không chịu nhả ra. Ngược lại với cá hổ Goliath, cá chê gulch tham lam đến mức ăn không sót một cái xương nào. Chính vì có khẩu phần ăn đặc biệt là ăn phần cơ thể người còn sót lại sau khi hỏa thiêu, mà nhiều cá thể của loài này đã dần phát triển khẩu vị đối với thịt người. Và đây được xem là lý do giải thích cho các vụ tấn công không chỉ người chết mà cả người sống luôn. Và cá sấu Bắc Mỹ trên sông Orinoco cũng không phải đậu vừa rang dạng vừa đâu. Sông Orinoco. Với chiều dài khoảng 2.140 km, Orinoco là một trong những con sông dài nhất ở Nam Mỹ. Và cá sấu Bắc Mỹ trên sông Orinoco là một trong những loài cá sấu đang trên bờ vực tuyệt chủng và hiếm nhất hành tinh. Tuy nhiên, hiếm không có nghĩa là vô hại. Cá sấu Bắc Mỹ, hay còn gọi là cá sấu Orinoco, là loài động vật cực kỳ nguy hiểm, chỉ có thể tìm thấy ở Colombia và Venezuela. Với trọng lượng cơ thể khoảng 380 kg và dài hơn 4 mét, cá sấu Orinoco trưởng thành chính là loài cá sấu lớn thứ 3 đang tồn tại trên trái đất. Chúng đã tận dụng triệt để body của mình để săn các con mồi lớn như cá sấu caiman, anaconda và đôi khi là cả con người. Cá piranha cũng được tìm thấy trên sông Orinoco. Hàm răng sắc nhọn cùng cú đớp mạnh nhất trong thế giới động vật giúp bầy cá piranha dễ dàng hạ gục con mồi lớn gấp nhiều lần so với bản thân chúng. Nói có sách, mách có chứng. Một con cò non sau khi sẩy chân rơi xuống nước đã bị bầy cá hổ ngay lập tức bu lại và cắn xé. Còn con cò thì bay màu trong vòng một nốt nhạc. Sau đó, làm gì còn sau đó nữa? Cuối cùng là lươn điện. Trước giờ chúng ta toàn nghe lươn điện ở Amazon. Hóa ra ở lòng chảo Orinoco cũng có. Với 850 V trong một cú phóng điện, lươn điện có thể khiến con mồi lìa đời khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Kết liễu cá sấu hoặc thỉnh thoảng vô hiệu hóa con người là sở trường của lươn điện. Đã bị điện giật, mất hết ý thức, lại còn ở dưới nước thì điều này cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh đó, có một số thác gành đổ với tốc độ nhanh chóng, rất khó để điều hướng. Một mối đe dọa nữa cho người dân sống trên biên giới của Orinoco là lũ lụt tràn lan xảy ra trong suốt cả năm. Ở Ấn Độ cũng có một con sông nguy hiểm không kém. Nghe cái, bạn có nghĩ tới sông Hằng luôn không? Sông Hằng là con sông dài nhất Ấn Độ với 2.510 km, cũng là dòng sông linh thiêng nhất được tôn thờ bởi hơn 1 tỷ người theo đạo Hindu, là nguồn sống cho khoảng 600 triệu người ở quốc gia này. Thế nhưng, nó lại là dòng sông ô nhiễm bậc nhất. Sông Hằng thải ra 600.000 tấn rác mỗi năm. Mỗi ngày có đến hơn 500 triệu lít nước thải từ các nguồn công nghiệp được beautiful ra sông Hằng. Đó cũng chưa phải là đỉnh điểm. Bạn nghĩ sao khi có tới 600 thi thể trôi nổi trên sông? Đúng vậy, nhiều gia đình không đủ tiền để mua gỗ để hỏa táng hoặc các vật liệu khác cho tang lễ bởi chi phí một đám ma tốn hơn 7.000 rupee, tức là 2,4 triệu đồng. Vì thế họ đã thẳng thừng nhấn chìm thi thể xuống sông.
số khác chôn cất trong những ngôi mộ nông dọc bờ sông. Quay về quá khứ, một đặc trưng thường được nhắc đến của sông Hằng là khả năng tự lọc hầu hết các loại vi khuẩn. Nước ở đây cũng có tỷ lệ giữ oxy hòa tan cao. Ấn Độ giáo tin rằng sông Hằng đồng thời tuôn chảy trong ba thế giới là thiên đàng, trần gian và âm phủ. Mỗi ngày có 2 triệu người tới bờ sông làm các nghi thức tắm rửa tại đây. Họ tin nước sông Hằng có thể làm sạch linh hồn khỏi những tội lỗi trong quá khứ. Vậy mà giờ nó thành ra như này. Bất chấp rác ngổn ngang, người dân vẫn đi ra lấy nước về dùng và tắm rửa. Ngoài sông Hằng thì sông Citarum ở Indonesia cũng ô nhiễm không kém. Rồi sông Tame ở Denton của Anh, sông Tietê ở Brazil, khi toàn bộ 100 km sông để tràn ngập những vùng nước chết bốc mùi hôi thối. Tất cả con sông này đang thầm bảo các bạn hãy comment bảo vệ môi trường để giúp nó đấy. Bạn có biết con sông nào là niềm kiêu hãnh của Trung Quốc nhưng gây thảm họa kinh người không? Đó chính là con sông sau. Sông Hoàng Hà. Hoàng Hà là con sông dài thứ 2 ở Trung Quốc và thứ 6 thế giới với 5.464 km, mệnh danh là sông mẹ của Trung Quốc vì lợi ích to lớn của nó. Phù sa đất vàng, màu mỡ và khả năng tưới tiêu gần 1 triệu km2, cấp nước cho hơn 60 thành phố Trung Quốc. Không biết bạn có nhớ trong Tây Du Ký từng có câu thoại, đổ hết nước sông Hoàng Hà cũng không nhấn chìm được con tiểu yêu này. Thế nhưng nó còn được mệnh danh là nỗi buồn của Trung Quốc vì nhiều lần gây ra lũ lụt tàn khốc. Ít nhất 26 lần đổi dòng nước và hơn 1.600 lần vỡ đê, không biết bao lần gây lũ lụt kinh hoàng. Nước sông bị ô nhiễm đến mức không thể dùng để tưới tiêu. Năm nào cũng tiếp nhận hơn 4 tỷ tấn nước thải sinh hoạt, tương đương 1 phần 10 khối nước của toàn con sông. Kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng cadmium ở trong nước sông này cao hơn chuẩn quốc gia 2.200 lần, còn thủy ngân là 2.000 lần. Nó không còn màu vàng đặc trưng mà đổi sang đỏ tím luôn. Trong số 20.000 nhà máy hóa dầu toàn quốc, có đến 4.000 cái nằm ven sông Hoàng Hà, kéo theo là 1 phần 3 loài cá trên sông này đã tuyệt chủng. Chưa kể nước sông này đang giảm không phanh, từ mức trung bình hàng năm là 40 tỷ mét khối nước, trong hơn 500 năm xuống chỉ còn 20 tỷ mét khối nước vào thời điểm hiện tại. Số lượng người chết ở đây cũng nhiều không xuể. Theo lưu truyền, người vớt xác trên sông Hoàng Hà phải biết về tử vi, ngũ hành và tuân thủ những kiêng kỵ như không cố vớt một thi thể quá 3 lần, không vớt xác nổi thẳng đứng. Có thể bạn an toàn vớt xác, nhưng cũng không biết chắc một giây sau mình còn sống hay không. Kỳ lạ, dòng sông máu như trên sao hỏa. Với đặc điểm không giống ai và có màu đỏ như máu, sông Rio Tinto ở Tây Ban Nha trông không khác gì sao hỏa, chứa nước và là một trong những con sông ô nhiễm nặng nhất thế giới. Nó là hỗn hợp độc hại của các sản phẩm phụ từ khai thác kim loại nặng và nước thải axit. Bởi từ năm 3000 trước công nguyên, khu vực quanh sông đã được khai thác vàng, bạc, đồng và nhiều khoáng sản quý khác. Kết quả là dòng nước có màu sắc sặc sỡ kéo dài 100 km, đổ ra vịnh Cadiz. Nước sông quá nguy hiểm với con người. Với tính axit cao, môi trường của sông Rio Tinto khắc nghiệt đến mức chẳng loài tôm cá nào sống được. Có chăng chỉ là vài dạng như là vi khuẩn, tảo, thích nghi tốt. Sự hiện diện của các loài này cũng phần nào là nguyên nhân khiến tăng độ pH, tăng nồng độ của các kim loại nặng cho dòng sông. Bên cạnh nguy hiểm là rất nhiều câu chuyện được thêu dệt giải thích cho màu đỏ của đoạn sông này. Có người tin rằng thị trấn Niebla bị mắc một lời nguyền nào đó khiến thần linh nổi giận. Có người lại cho rằng đây là một nơi con rồng đã ngã xuống sau cuộc chiến bảo vệ thị trấn. Còn dòng sông sau đây sẽ khiến bạn trượt quy luật bảo toàn tính mạng ngay từ vòng gửi xe. Dòng sông nóng nhất thế giới. Câu hỏi dòng sông nào nước sôi sùng sục gần 100 độ C? Thì xin trả lời là sông Sanay Timpisca, nằm sâu trong rừng nhiệt đới Amazon ở Peru. Dòng sông rộng khoảng 25m và sâu 6m nhưng chỉ kéo dài 6,4 km. Bình thường, nhiệt độ nước dao động trong khoảng từ 50 đến 90 độ, quá đoạn nóng tới 100 độ C, đủ để gây bỏng cấp độ 3 hay là luộc chín bất kỳ sinh vật nào. Rất nhiều loài thú hoang không biết được độ nguy hiểm của dòng sông khi vô tình rơi xuống hoặc muốn bơi qua sông đều bị luộc chín. Từ đây đã bắt đầu dấy lên một cuộc tranh luận. Có thể bạn cũng biết, chúng ta cần lượng địa nhiệt nóng rất lớn như núi lửa mới có thể đun sôi toàn bộ phần sông rộng lớn, trong khi nó nằm cách xa núi lửa gần nhất đến 600 km cơ.
Nhiều nhà khoa học đưa ra giả thuyết đó là do nguồn năng lượng địa nhiệt từ nước nóng ở những vùng đứt gãy trên trái đất tràn vào. Còn theo quan niệm của người dân địa phương, nguồn nước nóng ở sông Sanay Timpiska được phun ra từ thần rắn khổng lồ ở Yakumama, tượng trưng bởi tảng đá hình đầu rắn ở thượng nguồn. Bạn muốn tới hãy chuẩn bị tâm lý, vì xung quanh dòng sông luôn trong tình trạng ẩm ướt, phải đi bộ đường dài, dễ bị côn trùng tấn công, thiếu không khí, không có sóng di động hay là internet đâu nha. Cùng cha khác ông nội là hồ Kivu, một hồ nước bom nổ chậm chứa khí carbon dioxide và metan dễ cháy. Thỉnh thoảng thì nó lại tự cháy lên bất ngờ trong khi chẳng ai tác động vào cả. Những dòng sông chết ở thủ đô. Bạn đã từng chứng kiến tấm thảm rác khổng lồ ngay giữa dòng sông Kim Ngưu bao giờ chưa? Các khu dân cư xung quanh đổ thẳng rác xuống sông không qua xử lý. Những đoạn sông được ngăn lại để tập kết rác lâu ngày không được vớt lên đã đặc quánh lại và tạo ra hình ảnh như này. Nằm trong chuỗi những dòng sông đen tại Hà Nội, sông Sép dài khoảng 3,6 km cũng đang trong tình trạng ô nhiễm nặng. Nước sông thì đen ngòm, rác thải, bùn đất trôi nổi, tôm cá dưới sông không thể sống nổi. Sông Tô Lịch cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Mỗi ngày dòng sông này phải nhận trực tiếp hơn 160.000 mét khối nước thải sinh hoạt của hàng triệu cư dân thành phố. Mang tiếng là dòng sông mà biến thành dòng chất thải bao giờ không hay. Sông Yenisei. Sông Yenisei ở Nga có chiều dài 4.539 km, chạy qua Mông Cổ và Trung Quốc, là một trong những hệ thống sông lớn nhất đổ ra Bắc Băng Dương. Mặc dù nhìn trên bề mặt dòng sông có vẻ hiền hòa, nhưng thực chất nó đang ẩn chứa mối hiểm họa tiềm tàng vì mức độ các chất độc và bức xạ rất cao. Theo như mình hóng được từ các nhà nghiên cứu, thì dòng sông đã bị ô nhiễm nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ qua vì chất thải của nhà máy sản xuất bom. Một nghiên cứu y khoa đã chỉ ra con số đáng báo động về tỷ lệ trẻ em mắc bệnh bạch cầu, phụ nữ bị ung thư vú và trẻ sơ sinh bị bệnh chậm phát triển ở những khu vực dân cư sống gần sông Yenisei. Các bạn thấy không? Không phải sông nào cũng tắm được đâu. Video của ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi video đến giây phút này. Nếu thấy hay, hãy cho Top 10 Huyền Bí một like và một nút subscribe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye! We'll be right back.